Phép rửa là do chị anh em đã sám hối. Tôi sẽ chỉ rửa anh em trong nước, nhưng còn đấng đến sau tôi, Ngài quyền năng hơn tôi, và Ngài sẽ rửa anh em trong lửa và thánh thần, và Ngài sẽ... Wow. Nước Thiên Chúa. Hả? Đây là con yêu dấu của ta. Ta hài lòng về người. Chúa sẽ ban ăn sủng cho những ai trông cậy vào người. Những người đau khổ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Ta có cách này. Có quá nhiều người muốn lắng nghe ta ở dọc bờ biển. Các anh có thể đưa ta ra xa một chút để giảng dạy họ không? Chúa sẽ ban ăn sủng cho những ai có lòng khiêm tốn, và họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Và những ai vâng lời thì họ sẽ được ăn uống thỏa thuê. Họ sẽ được tất cả những gì họ muốn. Còn các anh, hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Chúng tôi đã vất vả suốt cả đêm nay mà chẳng có được gì. Nhưng nếu thầy đã nói thế thì tôi sẽ thả lưới. Đừng sợ, hãy theo tôi sẽ làm cho các anh lưới người như lưới cá.